Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở góc Huỳnh Thúc Kháng, cắt với đường Pasteur. Bây giờ đang là 22 giờ giờ Sài Gòn. Bên kia là cái khách tòa nhà Sunwa và cái khách sạn, một cái khách sạn mà nổi tiếng là đắt đỏ ở Sài Gòn. Đây đang là góc đường Huỳnh Thúc Kháng. Cắt với đường, đây là Tôn Thất Đạm. Đây là Tôn Thất Đạm thì nó có một cái nữa gọi là chợ Tôn Thất Đạm đó các bạn. Đây, trước mặt chúng ta đang là cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cắt với đường Lê Thánh Tôn này. À xin lỗi, đường Nguyễn Huệ. Đây, con đường này thì họ trang trí gồm những các cái bông hoa sen, đài hoa sen Happy New Year 2019. Cái khu này, quán cà phê The Garden Starbucks. Happy New Year 2019. Đây, quý vị có thể nhìn cái đèn nó chiếu lên rất là đẹp. The Face Shop. Đó, đây hình cái bông hoa sen, lá sen màu xanh. Đây là khách sạn, một cái khách sạn 4 sao. Tuấn Dương cũng đã có lần ăn ở trong này rồi nhưng mà nó rất là dở. Khách sạn Sài Gòn Prince. Chúc mừng năm mới, cung chức Tân Xuân. Ở đây thì ít ngày nữa thôi thì họ sẽ tổ chức thành cái đường hoa Nguyễn Huệ. Đây, chúng ta sẽ dừng ở đây. Rồi chúng ta đi. Rồi ok. Thank you.
bên nhà đèn thì họ đã trang trí cái con đường này rất là đẹp. Cùng chúc Tân Xuân họ đang chuẩn bị để họ thi công đường hoa rồi. Nhìn đây là tòa nhà Sun World, họ cũng trang trí màu xanh đỏ tím vàng. Đây ở cái khách sạn 5 sao Tuấn Đường đã có lần review. Khách sạn này có tên là khách sạn Times Square. Công nhân họ đang quét rác. Happy New Year 2019. Đó. Cái cổng chào rất đẹp đấy các bạn. Đây là khách sạn Rex, cái tòa nhà trung tâm thành phố ấy. Rồi chúng ta sẽ quẹo đây đi vào đường Nguyễn Thiệp thì đi ra Đồng Khởi ra. Đây đang là đường Nguyễn Thiệp đó thưa quý vị các bạn. Chúng ta sẽ quẹo phải. Đây cái con đường này các bạn nhìn thấy họ trang trí góc đây là đường Nguyễn Thiệp, Times Square, khách sạn. Đây là phố Đồng Khởi, khách sạn Bông Sen phía bên tay phải. Chở những ông Tây đi và xe Vespa Tết Kỷ Hợi, lễ hội đường sách 2019. Đây góc đường Mạc Thị Bưởi. Nhà hàng Cung Đình Sài Gòn. Đó, khách sạn Grand. Đây chúng ta đi ra đến ngoài này là sông Sài Gòn đó các bạn. Họ trang trí chữ Happy New Year trên vũ trường Maxim. Quẹo phải đi đường Nguyễn Hữu Cảnh. Happy New Year Việt Nam 2019. Ra đến ngoài này là bên Bạch Đằng. Và đây là một cái khách sạn 5 sao. Đây là khách sạn đã kịp tắt điện rồi. Đây các cái đội taxi ô tô bay họ đã về rồi. Khách sạn này sau 20 giờ thì nó đã tắt điện. Thì rất là tối à. Rồi chúng ta sẽ đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé.
Đây, nhường đường cho người đi bộ. Mình sẽ cố gắng chạy thật là chậm chậm. Đây thì ít ngày nữa thì đây sẽ trở thành cái con đường hoa rất là đẹp của thành phố, và họ cũng đang rào lưới lại để họ chuẩn bị trong ít ngày tới thì họ sẽ xây dựng những các cái mô hình về Tết Kỷ Hợi theo những các cái chủ đề. Sao? Anh cầm được mà. Sao? À, thôi được rồi, cầm được mà. Ok. Quay đi, bỏ không quay nữa. Xong rồi. Quay khúc này nữa đi này. Mà cái này nó ấy quá, thôi được rồi, cầm được. Nói một chút xíu nữa. Nước không? Rồi chúng ta tiếp tục đi nhé. Khách sạn Rex. Đó, buổi tối. Các bạn nhìn cái cây. Đây là cái bông hoa sen. Đây của Times Square. Khách sạn này nó tài trợ. Còn đây thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát là một cái tập đoàn về bất động sản. Họ về restaurant Brown SH Garden. Đó, bông hoa sen, vạn sự như ý. Wow, mặt này nhìn rất đẹp rồi các bạn. Khách sạn Rex. Hotel. Đó, nhìn trang hoàng trông rất là đẹp. Rồi, chúng ta đi tiếp nhé. Trang trí cái đẹp phết. Trước đây là cái tòa nhà Ban Nhân dân thành phố các bạn. Và bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để cập nhật những các cái thông tin mới nhất về đường hoa Nguyễn Huệ cũng như là không khí Tết ở Sài Gòn. Đây đang là góc đường Lê Thánh Tôn cắt với đường Nguyễn Huệ đó. Các bạn nhìn cái hàng cầu trang trí rất là đẹp bên đây, khách sạn Rex. Rồi, bye bye quý vị các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.